Gì vậy mợ? Ơi trời, nằm ở không bức Trời ơi, bối mợ chán mợ mợ, quá mợ ngồi xuống. Trời ơi, mợ muốn gì mợ nói xen, chứ mợ đi vậy không có tốt cho sức khỏe đâu. Rồi mất công cậu rầy nữa. Ê Sen, Sen ra bờ sông chơi không? Đi, đi ra bờ sông chơi. Ngồi xuống mợ, ngồi xuống đi. Bỏ những cái ý định đó đi nha mợ. Chị hai, em biết á, mấy bà bầu thường rất là hay lạc miệng, cho nên hôm nay á, em đem trái cây qua cho chị ăn nè. Có đọc không vậy mợ? Im đi, nó bậy nó bạ không à. Thiệt tình thời gian qua em có lỗi với chị rất là nhiều. Em mong chị á, đừng có buồn lòng trong khoảng thời gian qua nha. Thiệt tình tôi cũng chỉ mong chúng ta sống hòa thuận vui vẻ với nhau thôi. Những lời em nói đều là thật lòng, chị tha thứ cho em nha. Có gì đâu. Nè, uống nước đi. Mợ ơi, Sen đi xuống nha mợ. Cảm ơn Mai nha. Nè, tôi lột cho Mai ăn nha. Được rồi, chị ăn đi chị. Sao vậy? Gì vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Mới bị la hay sao mặt bí xị vậy? Không có. Mà tại vì á, hồi nãy con đã chứng kiến một cái chuyện mà nó làm sao á Năm. Chuyện gì? Chuyện Sao gì? sao chuyện gì Sao nói Năm sao nghe. chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì? Trời ơi, nhiều chuyện thấy ớn luôn. Thì mợ ba đó tự nhiên bưng trái cây qua bên phòng mợ hai làm hoài với mợ. Trời, thiệt vậy hả? bưng trái cây qua. Ừ. Lần này là mặt trời mọc ở đằng Tây luôn á. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó ha. Mà thiệt tình á, con không có tin là bà mợ ba bà làm chuyện này mà không có ý đồ gì ở trỏng đâu. Đúng rồi. Con cũng không tin luôn. Lòng dạ bà hiểm ác như vậy á, nghĩ sao bà đem trái cây qua mà bà làm hoài. Bà làm vậy có khi là bà có âm mưu gì á. Có mưu chắc luôn. Đúng rồi đó. Chắc luôn. Hay là có kế hoạch gì. Không, biết đâu bây giờ á là mở đổi tánh đổi nết thì sao. Thôi không bao giờ đâu. Con không bao giờ tin vô chuyện đổi tánh đổi nết đâu. Con cũng tin luôn. Anh Thời mới đi bắt cá về hả anh Thời? Dạ, có gì không chị? Cá có bán không anh? Dạ không, cá mang về nhà ăn. Vậy hả? Má ơi, dạ. Mua cá cho con đi. Nhưng mà bác đây đâu có bán cá đâu mua con. Nhưng mà con thích ăn cá. Thôi được rồi, thôi để tôi chia lại cho chị một con, mang về nấu cho nhỏ nó ăn nha. Dạ, thôi cảm ơn anh nhiều nha. Nhiều tiền vậy cho tôi gửi anh. Ôi, tiền bạc gì. Tôi cho mang về nấu cho nhỏ ăn được rồi. Rồi, nè. Trời ơi, thôi cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, cá ngon quá trời con. Ủa mà hình như anh kéo xe ngoài chợ phải không? Lâu quá sao không thấy anh kéo vậy? Nhưng mà già rồi, nay đau chỗ này mai đau chỗ kia, không hợp kéo xe nữa. Bây giờ kiếm việc nhẹ làm thôi. Vậy hen. Thôi mẹ con tôi cảm ơn nhiều. Mẹ con tôi về trước nha. Con cảm ơn chú. Chào bà hai. Ừ.
ơi, bà ơi, bà ơi, bà, bà hai, bà đi làm gì vậy? Hả? Tôi đâu có làm gì dại dột đâu. Tôi soi bóng mình dưới nước thôi mà. Ừ, nhưng mà tôi cứ tưởng. Ông tưởng gì? Ông tưởng tôi tự tử à? Tôi đâu có dại như vậy chứ. Mà ông đi đâu vậy? Tôi đi bắt cá. Tôi định mang qua bên bển cho hai bà ăn nè. Vậy cá đâu hết rồi? Chết cha. Trời, nãy tôi thấy bà, tôi tưởng bà tự tử. Tôi hoảng quá, tôi quăng rồi. Giờ không biết là còn con nào không nữa. Nó đi hết trơn rồi. Ê, để chiều đi tôi ra đồng tôi bắt thêm mấy con cá cho bà ha. Đi đi về đi hả? Thôi đi về. Sao mấy chuyện này á, chị không kêu người ở nó mần cho? Chị mần chi cho nó cực cái thân vậy? Trời, có gì đâu mà cực. Tưới có mấy cái cây cái cỏ thôi mà, cần gì phải tới người ở. Với lại tôi mà nằm một chỗ á, tôi thấy quải trong người lắm. Ờ vậy hả? Ừ, em bệnh trong người á, em nằm một chỗ em cũng thấy quải lắm. Hay là hai chị em mình ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Em biết á, một chỗ này á, đẹp lắm. Chị đi đi. Với lại nó nghe nè, mình đang có thai á, mình đi ra ngoài cho nó thoải mái thì sau này á, sanh con nó mới tốt được. Thôi đi. Anh sanh á, anh không có thích tôi đi đâu hết trơn á. Đi ra ngoài mất công phật ý ảnh, phiền phức lắm. Trời, có gì đâu mà phật ý. Chị đi ra ngoài á, tốt cho con, ảnh mừng không hết nữa là. Hay là chị sợ đi với em? Làm gì có. Đi ra ngoài thôi phải không? Ừ. Đi thì đi. Đợi tôi xíu nha. Sao ở đây tôi thấy vắng vẻ quá vậy? Qua đoạn này là tới rồi. Chị ráng một chút nha. Con Mai với con Lụa đã đi hơn một giờ rồi. Chắc giờ này con Mai nó đã đưa con Lụa vô bẫy rồi. Tèo ơi! Tèo ơi! Dạ dạ dạ. Tèo đâu? Dạ dạ dạ. Tới đây bà biểu. Dạ bà kêu con. Lại đây. Mày ra cửa hàng á, báo với cậu Hai là mợ Hai đã bị nạn ở ngoài bờ sông á. Đi nhanh lên đi. Vậy hả bà? Ừ.
Có người báo là con lụa nó đang gặp nạn, cậu mau mà đi cứu nó đi. Cái gì? Lụa gặp nạn? Nó đi dạo ở ngoài bờ sông á, rồi bị trượt chân mà té. Tôi tính về kêu thằng Xanh, nhưng mà nó không có ở nhà. Cậu liệu mà tính. Ở đây mát quá à. Đứng đây không mát chút nha. Tôi thấy ở đây có gì đâu mà đẹp. Giờ thì không cần đến thằng Bình nữa. Tao sẽ cho mày đi đoàn tụ ông bà luôn. Thiệt tình tôi đâu có thấy cái gì đẹp đâu. Nhanh đi. Nhanh dạ, lên dạ. Chèo nhanh lên nữa. Dạ cậu. Chèo nhanh lên. Tấp vô đi. Tấp vô nhanh lên. Nhanh lên. Tấp sát vô. Dạ. Sát vô. Tiền nè. Cậu. Cậu đi đâu vậy? Lụa đang gặp nạn, tôi phải đi cứu lụa. À, để tôi đi với cậu. Ừ, đi lẹ lên. Leo lên. Đi con. Đau quá. Em đi vào với dì ba. Không may là dì ba bị té. Cũng may là có anh cả với lại cậu Lợi tới cứu đó. Đi về. Bà, bữa nay có chuyện chi mà con thấy bà có vẻ khó nghĩ vậy? Gần đây tự nhiên nó đối xử tốt với con lụa. Bộ con không thấy lạ sao? Ý bà nói là mợ ba. Hen. Sao tự nhiên mợ ba đối xử với mợ hai tốt ngang hông vậy ta? Chắc chắn là có âm mưu rồi bà ơi. Ba Năm à. Dạ. Dạ, thưa bà cả. Sáng giờ bà có thấy mợ hai đâu không?
Dạ thưa, tôi thấy mợ hai với mợ ba đi ra ngoài từ sớm rồi. Biết hai đứa nó đi đâu không? Dạ tôi không biết thưa bà. À thôi bà đi mần công chuyện của bà đi. Dạ. Mợ hai á, mà muốn đi đâu thì cũng phải báo cho bà biết một tiếng chứ. Mợ hai cũng thiệt là. Sao không thấy đứa nào hết trơn vậy nè? Sao mà vắng que vậy? Ủa bà, tụi nhỏ đi đâu mà sao cái nhà vắng que vậy bà? À, con Mai nó đưa con Lụa đi chơi rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy thì tốt rồi. Có những chuyện thấy vậy nhưng mà không phải vậy đâu ông ơi. Bà sao đã nghi quá. Đúng là có những người thích lấy bụng ta mà suy ra bụng người quá. Cái gì vậy? Dạ. Cái gì vậy? Đau quá. Dạ, dạ, cô Mai bị trật chân. À, dạ, 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 thôi con xin phép ông. Mà coi kìa, sao dì thẳng thốt dữ vậy dì Tư? Tôi có cái gì đâu mà thẳng thốt. Chuyện này dì không hiểu thì ai hiểu chứ. Chị nói vậy là ý gì? Sao hai bà nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Từ từ rồi ông sẽ hiểu thôi. Tôi đi vô đây. Đàn bà khó hiểu quá. Em có biết là em đang mang thai không? Thì tại em nghe dì ba nói. Dì ba nói với em á là đang mang thai, phải đi dạo thì lúc sanh con mới tốt, mới khỏe, cho nên em mới đi. Vừa rồi nếu người bị thương là em thì anh phải ăn nói làm sao với cha má đây hả? Sao lúc đó con cả ở đó nữa? Em cũng đâu có biết đâu. Cũng may là lúc đó có anh cả đi chung với cậu Lợi tới. Còn không thì em cũng không biết làm sao nữa. Mà hên sao lúc đó có anh nữa chứ. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Anh không tin em sao? Em nghỉ ngơi đi. Anh nhẹ nhẹ thôi. Bị mần sao mà rước họa vô thân vậy? Con tính xô con Lũ xuống vực, ai dè hả, nó ngồi xuống cái con lộn cổ luôn. Công nhận con đó phước lớn mạng lớn. Tại nó may mắn thôi. Sao cậu ở đây? Em nhờ cậu ta bốc thuốc rồi mang vô đây. Dạ, xin phép cậu. Cái chân của em sao rồi? Em cũng đỡ rồi, chắc vài ngày nữa là sẽ khỏi thôi. Em rủ Lụa đi đâu mà để xảy ra nông nỗi này vậy? Em rủ chứ đi hồi nào? Chỉ một hai á là chỉ đòi đi chơi. Xong rồi tới lúc anh cả ra em mới kêu chỉ thôi đi về đi, để người khác hiểu lầm. Chỉ không chịu về, chỉ còn đẩy em té nữa. Má thấy giữa hai người này đâu chỉ một lần đâu. Giữa họ có cái gì đó mà má còn nghe người ta nói. Hình như là cái thai ở trong bụng của con Lụa. Không chừng không phải là con của cậu hai. Mấy người đừng có ăn nói lung tung. Thôi, bây nằm xuống lo nghỉ ngơi đi.
Ba đi về đi. Dạ. Thôi được rồi, mày đi vô nằm nghỉ đi. Ôi da. Lụa có sao không? À, nè tôi à... Hai người mà cái gì đó? Lụa ơi, tôi yêu lụa thật mà. Tôi yêu lụa nhiều lắm. Khốn nạn. Lụa. Hình như là cái thai ở trong bụng của con lụa, hổng chừng không phải là con của cậu hai. Suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy hả con trai? Dạ, con nghĩ chuyện của lụa và Mai đi dạo, rồi tự nhiên Mai gặp nạn, trong lúc đó lại có mặt anh cả. Con thấy chuyện không đơn giản như là lụa kể đâu. Con nghi thằng Bình với con lụa hả? Nè, con phải hiểu con lụa hơn ai hết. Nó tuy là tánh tình hơi cố chấp một chút, nhưng mà nó không phải là người một dạ hai lòng đâu con. Con đừng có dại dột và rơi vô bẫy của người khác, nghe không con? Vậy mà nó vẫn thoát được. Mai, sao? Cái chân bây đỡ chưa? Dạ, con cũng đỡ rồi má. Trời, thiệt tình á. Qua cái chuyện này mới thấy thằng Sanh nó đối với bay bạc quá à. Bay bị như vậy á mà chẳng thèm qua hỏi thăm một tiếng nào hết trơn. Tao thấy bất bình cho má con bay quá. Đứa nào cũng là cháu, mà má con bay á, người ta coi chẳng ra gì, còn con lụa thì được cưng như trứng vậy đó. Tao mà như bay á hả, tao không có để yên cái chuyện này đâu. Đồ tôi cần đâu? Đây.
phen này mày chết chắc. Để cái giỏ ở đây vậy trời? Trời ơi! Cái gì vậy con? Gì vậy? Trời. Em đừng có sợ. Không sao đâu con. Con cảm ơn cha. Em có sao không? Em không sao. Không sao là tốt rồi. Sao tự nhiên con rắn độc nó nằm ở đây vậy? À, cha. Tại con, tại vì mấy hôm nay có lẽ là trời mưa rồi rắn ngoài giường nó bò vô. Rồi con thấy con bắt con bỏ vô giỏ nhưng mà con quên đem đi. Sao con sơ ý quá vậy? Thế vợ con nó sợ không? Chị có sao không vậy? Chị có sao không chị? Không sao, cảm ơn mọi người. Tại tính tôi hồi xưa giờ tôi sợ rắn lắm. Thôi, không sao là tốt rồi. Cũng do lão hội đồng mà ra. Nếu lão không tới thì nó tiêu rồi. Cha về phòng cha đây. Dạ, cha về. Anh Quang nói rồi, em yên tâm nha. Ông Thời. Ủa bà, tự nhiên nay bà tới đây vậy? Ừ, vậy thôi tôi về. Kìa bà đừng có hiểu lầm. Tại lâu quá bà không ghé tới đây, thành thử ra hôm nay bà tới tôi bất ngờ quá. Mời bà vô đây ngồi uống nước. Mời bà ngồi. Bà uống nước đi. Ở nhà buồn quá,
cho nên tôi đi một vòng cho khuây khỏa. Sẵn tiện tôi ghé thăm ông luôn. Ông à, sao ông không tìm ai bầu bạn cho đỡ buồn hả? Tôi nghèo quá, ai mà dám ưng. Ông còn trách tôi sao? Tôi mà dám trách ai? Có trách là trách thân mình. Nghèo quá cho nên thua thiệt với người ta. Nghe nói sáng nay con lụa xém bị rắn cắn. Rồi sao rồi? Chỉ bị sốc quá cho nên ảnh hưởng tới cái thai và sức khỏe. Mà với lại mấy ngày nay hả? Anh Sanh, anh cứ lạnh lùng với chị lụa hoài hả? Thấy tội nghiệp chỉ ghê má. Đang bụng mang dạ chữa mà còn đau khổ cô đơn nữa. Trời đất ơi anh cả. Nè, anh vô phòng tôi làm cái gì vậy? Lỡ có ai thấy người ta hiểu lầm rồi làm sao? Lụa yên tâm đi, thằng Sanh nó chưa có về. Hơn nữa tôi đã ngó xung quanh rồi, không có ai tôi mới dám vô đây. Tôi nghe lụa gặp nạn, tôi lo quá, tôi muốn vô đây thăm lụa. Không có sao, tôi không có sao hết á. Tôi cảm ơn anh nha. Đây là loại thuốc an thai tốt lắm, lụa uống vô đi để giữ sức khỏe. Tôi để đây nha. Nè, thôi đi, tôi không có muốn từ đây về sau có người hiểu lầm tôi với anh nữa đâu. Sẵn đây tôi muốn xin lỗi lụa về chuyện ở nhà củi. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng biết tôi mần chi nữa. Thôi được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, anh đừng nhắc tới nữa. Nhưng mà từ đây về sau, tôi thật sự là không muốn mọi người ở trong nhà này bàn tán về chuyện của chúng ta nữa đâu. Loại thuốc an thai này tốt lắm, lụa cứ uống đi. Nếu như hết tôi sẽ mua thêm cho lụa. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không cần đâu. Anh cầm. Lụa cứ cầm đi mà. Anh Sanh. Hai người có biết lương thường đạo lý là gì không hả? Hẹn hò bên ngoài chưa đủ sao? Bây giờ còn kéo vô phòng tôi hẹn hò nữa. Không phải, cái này là không phải như anh nghĩ còn đâu. Cô nữa, hết lần này tới lần khác cô lừa dối tôi. Tôi sẽ xử lý cô sao? Nếu có lỗi, người có lỗi là tôi chứ không phải là lụa. Tôi xin lỗi lụa. Em thật sự là không có gì với anh cả hết á. Anh cả đem thuốc qua cho em là tại vì anh cả nghe nói em bị tai nạn. Lo lắng quá. Mua cả thuốc tẩm bổ ăn thai nữa chứ. Nếu hai người không có gì, tại sao anh ta lo lắng cho cô gì vậy? Với hành động của anh ta, tôi đang nghĩ cái thai trong bụng của cô, biết đâu là con của anh ta không chừng. Nói cái câu đó với tôi và con được chứ? Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi. Nếu không phải con của anh ta,
Tại sao anh ta lo lắng cho cô như vậy? Anh không cần phải nói nhiều nữa. Trời ơi, Lúa à, Lúa, con sao vậy con? Ngồi xuống đi con. Con bị mà sao vậy? Sao mà hai? Con không sao. Mau mau, con chỉ thấy đau một xuống chút bếp xíu thôi. Kêu tụi nó giả ngay một chén ngải cứu đem ra cho bà. Dạ dạ. Lúa à, qua đây con, qua đây, qua qua đây, qua đây, qua đây nằm. Nằm xuống con, nằm xuống, nằm xuống. Con kê cái gối dưới mông á, nằm yên đi, thư giãn tinh thần, hít thở sâu cho nó thoải mái. Đi con, thằng Xanh nó đâu mà nó không ở đây với con? Anh đi ra ngoài rồi má. Để má kêu nó về đây với con nghe. Không cần đâu má. Rồi, hai đứa bay lại có chuyện gì nữa hả? Con mời bà uống nước. Dạ bà, để con quạt. Bà có tính nói chuyện của mợ hai cho ông nghe không bà? Ngày mơ ổng về, ổng cũng sẽ biết thôi. Chuyện này bà nghĩ là có người sắp xếp sẵn để hại mợ hai phải không bà? Dù biết con Lụa bị quan, nhưng mà chúng ta chưa có bằng chứng để vạch mặt tụi nó. Tự nhiên sao bà thấy nhức đầu quá. Con à. Dạ. Con đi ra ngoài với bà một lát nha. Dạ. Kế hoạch cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn rồi đó. Để coi lần này nó còn được ở trong căn nhà này một giây một phút nào nữa không. Con á cũng nhổ được cái gai trong mắt con rồi đó ra. Tại sao vậy? Tại sao mình lại đối xử với Lụa như vậy chứ? Không thể nào. Không thể nào. Lụa ơi, tôi xin lỗi Lụa. Tha lỗi cho tôi nha Lụa. Tôi yêu Lụa nhiều lắm. Khốn nạn. Tại sao lại làm gì? Tại sao vậy hả?
thưa bà. Thiệt con không ngờ là bà Tư chính là người hại mợ hai. Nhìn mặt bà Tư hiền lành như vậy, ai có ngờ đâu là bụng dạ bà ấy độc ác. Bà ơi, bây giờ chuyện xảy ra như vậy, bà có dự tính gì không bà? Chúng ta không được bứt dây động rừng. Bây giờ phải đi từng bước một.